bóng vào trong. Một pha va chạm giữa hai tiền đạo số 9. Lương Xuân Trường mang đội trưởng số 7 Nguyễn Hồng Duy, số 9 Nguyễn Văn Toàn, số 10 Nguyễn Công Phượng, số 12 Phan Thanh Hậu, số 17 Vũ Văn Thanh và số 27 Châu Ngọc Quang. Huấn luyện viên trưởng của U21 Hoàng Gia Lai là ông Ringham. Như vậy là trọng tài người Malaysia Bin Sukri đã cho hiệp đấu đầu tiên bắt đầu. Trong hiệp này thì U21 Hoàng Gia Lai sẽ bảo vệ phần sân phía bên trái, còn cái thủ U21 Thái Lan bảo vệ phần sân để qua được hậu vệ của U21 Thái Lan. Bóng là được lấy lại, không được, pha xử lý không thành công của Văn Toàn. Công Phượng là những trụ cột của đội tuyển Thái Lan tại SEA Games sắp tới. Đường chuyền sai là của Sinaphat, cơ hội phản công. Văn Toàn đã có tiếng còi, nhưng đó không phải là một quả phạt đền. Tình huống phạm lỗi đã diễn ra ngay vạch 16m50. Người vừa thoát xuống vừa rồi là Hồng Duy. Một pha tăng tốc rất nhanh của Xuân Trường, không được, bóng đã trúng vào hàng rào. Chayawat, một pha trong biên của các thủ của Thái Lan, đau, rất nguy hiểm. Rất nhanh, cơ hội được bóc vào. Tình huống thoát xuống vừa rồi là của số 2. Đường chuyền của Xuân Trương, không được. Và tiếp bóng có phần hơi với của Văn Toàn. Sẽ cần nhiều hơn những tình huống phát động như vậy, rất cao, nên những pha xử lý cũng sẽ rất thoải mái. Tiếng còi của trọng tài người Malaysia Bin Sukri. Đó là tình huống để bóng chạm tay của Châu Ngọc Quang. Rõ ràng pha quay chậm cho thấy Ngọc Quang. Đây là Supravi. Rồi, không vào. Một pha bóng rất nguy hiểm của các cầu thủ khách. Pha thoát xuống rất nhanh của số 2 Supravi. Và cú đá cũng rất quyết đoán của hậu vệ này. Cú sút, không vào. Vừa rồi thủ môn Lê Văn Trường đã cứu thua cho U21 Hoàng Gia Lai. Văn Toàn, trọng tài xác định pha đi bóng của Văn Toàn đã đi hết đường biên ngang. Vừa rồi chúng ta cũng thấy được sự xuất hiện nên cầu thủ U21 Hoàng Gia Lai vẫn chưa thực sự tìm lại được sự kết dính giữa các vị trí với nhau. Pha lấy bóng của Văn Toàn. Không có tiếng còi từ trọng tài Bin Sukri người Malaysia. Chúng ta cùng xem lại pha quay chậm. Là đã chính thức đi tiếp. Nhưng những gì mà họ đang thể hiện là không phải như vậy. Có một cú đá quá
thiếu chính xác của số 10 Jayawat. Người vừa thực hiện đường truyền cho Jayawat là số 7 Natterwood. Đúng là đã có bàn thắng cho môn Thái Lan. Lần này thì những điểm yếu trong khâu chống bóng bổng của môn Hoàng Gia Lai đã bị khai thác một cách tối đa. Sai lầm đầu tiên là phải kể đến tình huống bắt không dính bóng của thủ môn Lê Văn Trường. Cầu thủ số 21 là Nofon vừa rồi. Đã có lỗi của Văn Toàn. Chỉ có một mình Văn Toàn sống sáo và nỗ lực, nhưng chỉ một mình Văn Toàn thì không đủ để mang lại sự đột biến ở phía trên dành cho U21 Hoàng Gia Lai. Văn Thanh, đây là một tình huống phạm lỗi của các cầu thủ U21 Thái Lan. Họ không ngần ngại chờ áp sát. Ôi, không được. Tình huống phòng ngự khá vất vả của các cầu thủ U21 Hoàng Gia Lai. Người đang bị đau có lẽ là Trần Hữu Đông Triều. Như vậy cầu thủ bị đau vừa rồi sau nỗ lực cứu bóng. Trong các tình huống tranh chấp tay đôi thì những cầu thủ áo xanh vượt. Văn Thanh, Văn Toàn đã không thể vượt qua được chiếc áo xanh. Ở đường truyền vừa rồi của Xuân Trường thì một hậu vệ của Thái Lan cũng như là thủ môn Ratanay của đại diện đến từ xứ Chùa Vàng không biết là mình xử lý như thế nào. Đường truyền điểm rơi đã khiến cho thủ môn Ratanay có phần lưỡng lự trong pha băng ra và các hậu vệ của U21 Thái Lan cũng không thật. Không được. Và các bóng rất kịp thời của Waterwood đã ngăn không cho Văn Toàn có thể thực hiện được cú dứt điểm của mình. Việc giành tấm vé thứ hai ở bảng B để đi tiếp không phải là một việc quá khó khăn cho thầy trò Guillaume Rachel. Nhưng họ cần phải thể hiện một cách thuyết phục hơn. A Hoàng. Quả vào góc cho các cầu thủ áo trắng. Và xử lý của Văn Toàn. Không được, bóng không đến được chân của Văn Thanh. Đã có một tình huống cản người không bóng của số 21 Nofon đối với Văn Toàn. Và sức mạnh hàng công dành cho U21 Thái Lan. Không vượt. Phản công.
độ là không đủ để giúp cho Công Phượng có được một khoảng trống đủ để thực hiện một pha dứt điểm thoải mái. Các cầu thủ U21 Thái Lan đã cho thấy dấu hiệu xuống sức trong phần cuối của trận đấu này, và đây là câu hỏi. Sức ép đã tạm thời qua đi ngay trước khung thành của thủ môn Ratana. Bóng liên tục được đẩy sang cánh trái. Văn Thanh, Văn Toàn không thể đưa được bóng vào trong. Một pha va chạm giữa hai tiền đạo số 9. Trọng tài Bin Sukri người Malaysia đã rút ra chiếc thẻ vàng cho số 9 Chen Rock của U21 Thái Lan với pha vào bóng vừa rồi trước Văn Toàn. Một tình huống có vẻ như không cố tình phạm lỗi của Chen Rock, anh đã bị trượt chân trước khi những phút cuối cùng rất căng thẳng trên sân vận động Thống Nhất. Trọng tài Bin Sukri đã tiến đến người trợ lý của mình để xin hỏi. Có vẻ như đã có một va chạm ngay trước khung thành của U21 Thái Lan. Trọng tài Bin Sukri có vẻ như đang gọi một cầu thủ U21 Thái Lan lại và rút ra một chiếc thẻ vàng. Có vẻ như đã có va chạm giữa hậu vệ của U21 Thái Lan với Công Phượng. Và trận đấu sẽ là được tiếp tục. Gọi xuống trường, đường nhả bóng ra đã bị bắt bay. Pha bóng này là hình ảnh lặp lại của bàn thắng gỡ hòa của tuyển Việt Nam vào lưới Indonesia trên sân Mỹ Đình. Nhưng có điều khác là đường chuyền trở ngược ra của Xuân Trường cho Văn Thành đã không thành công. Đến thời điểm này có thể nói rằng U21 Thái Lan đã chuẩn bị đầy đủ những phương án để so tài với U21 Hoàng Gia Lai ngày hôm nay. Họ có vẻ như đã nghiên cứu rất kỹ từng cá nhân của đội bóng phố núi, và những miếng đánh của U21 Hoàng Gia Lai cũng thực sự trở nên kém hiệu quả trước lối đá phòng ngự rất chặt chẽ của U21 Thái Lan. Cơ hội phản công nhanh. Nỗ lực cứu bóng không thành là của Sasalak. Như vậy đúng lúc này thì trọng tài chính Bin Sukri người Malaysia đã thổi còi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức trận đấu giữa U21 Hoàng Gia Lai và U21 Thái Lan. Kết quả chung cuộc, đội bóng đến từ Thái Lan đã giữ nguyên tỷ số 1-0 sau hiệp 1. Bàn thắng duy nhất của U21 Thái Lan đến do công của số 7 Natawood ở phút thứ 40. Và như vậy